Con vô phòng ngủ với bố đi. Alo, lớp trưởng lớp T K44, chị nói em có nghe rõ không? Dạ nghe cô ạ. Ừ, lớp em tổng cộng bao nhiêu em? Dạ 66 nha. Hiện tại chị thấy 50, 56 giờ còn 10 bạn chưa tham gia hả? Em có thông báo lịch cho cả lớp hết chưa? Dạ không cô, cô coi cái đó là sai cô. Ủa gì hả? Rồi, rồi rồi chị thấy rồi à, vậy là lớp mình đủ rồi ha, 66 với một là 67. Rồi hồi nãy chị share cái màn hình lên, bạn thấy rõ màn hình Dạ rõ vậy. không? Ừ, vậy thì mình bắt đầu được chưa? Có yêu cầu trước khi học không? Nói trước đi chị. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho lớp các bạn ba bài, lớp T với lớp V. Lớp trưởng lớp V nghe rõ không em? Dạ em nghe rõ rồi. Ừ. Rồi, vậy thì chiều nay mình học 3 tiết 6, 7, 8. Chị hướng dẫn 3 bài sơ sinh. Một là bài đặc điểm, hai là bài nhiễm trùng và ba là bài xuất huyết não màng não. Rồi các bạn có yêu cầu gì không? Các bạn nói trước đi. Chị biết chị sắp xếp. Dạ không cô ơi. Không rồi, cô cứ dạy cô. Rồi, vậy đúng giờ rồi mình bắt đầu nha. Được chưa? Hay là cần gì nghỉ không? Chút nghỉ mình trễ sớm muộn vậy không? Bắt đầu nha. Rồi, Dạ. các bạn dỡ cái quyển sách Nhi một ra. Cái bài đặc điểm sinh lý chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. Các bạn thấy chưa? Dạ rồi. À, rồi. À, chị có nói nhanh quá thì các bạn sẽ báo cho chị biết nha. Rồi khi nào mệt quá thì báo chị cho các bạn nghỉ. Rồi các bạn dở ra thì chị sẽ hướng dẫn các bạn đầu tiên, đó là đặc điểm sinh lý chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. Các bạn học biết đọc lý thuyết, các bạn về các bạn coi sơ qua một cái rồi các bạn hãy bỏ để đó thì lần thi mình sẽ học. Nhưng mà có như vậy chúng ta mới nhớ bài, và các cái thông nội dung của các cái bài nhi thì thường á là nó sẽ rất là có nhiều thông số và nhiều cái nội dung rất là khó nhớ, cho nên chúng ta nên học bài từ từ. Giai đoạn này dịch bệnh giãn cách xã hội chúng mình không có được đi ra ngoài, thôi thì ở nhà học bài đi, đọc từ từ rồi lấy cái viết highlight mình like lên những cái điểm chủ yếu mà mình ghi nhận, đặng mai mốt mình nhìn lại nó mình biết là tôi đã đọc rồi, và chúng ta sẽ rất là dễ nhớ khi làm học lần sau. Cho nên là thường thì học bài để thi được nhi mà điểm khá tốt các bạn phải học 2 đến 3 bận,
chứ không đọc qua một bản của bạn đến xét nghiệm không có được. Cho nên chúng ta cố gắng học cho nó có kiến thức về nhi, rồi làm nền tảng cho chúng ta đi lâm sàng luôn nha. Thì cái bài này chúng ta sẽ có 3 phần chủ yếu. Một là chị sẽ hướng dẫn cho các bạn về các cái phân loại trẻ sơ sinh và các cái đặc điểm sinh lý nổi trội của một đứa trẻ sơ sinh. Cái thứ hai là chị dạy cho các bạn cái cách chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Và cái thứ ba là nuôi dưỡng một đứa trẻ sơ sinh bình thường như thế nào. Còn các bước chăm sóc về các bạn tự đọc nha. Thì chị nói như vậy các bạn nghe rõ không? Dạ rõ chị ơi. Rồi. Thì các bạn đầu tiên chị lướt qua cái phần định nghĩa. Thì thời kỳ sơ sinh là bắt đầu từ lúc mới lọt lòng mẹ, là lúc mới sinh đó, cho đến 30 ngày tuổi. Một số sách họ viết 28 ngày. Thì 28 hoặc 30 ngày không quan trọng. Các bạn nhớ nó gần được xem với nhau. Và cái đây là cái giai đoạn mà trẻ thích nghi với cuộc sống bên ngoài tử cung. Cho nên cái tỷ lệ mà thích nghi được và không được nó sẽ thể hiện rất là rõ. Và thường cái giai đoạn này cái tỷ lệ tử vong của trẻ rất là cao. Theo các cái nghiên cứu, các thống kê, chúng ta thấy tỷ lệ tử vong ở giai đoạn sơ sinh nó chiếm gần phân nửa tỷ lệ tử vong ở cái nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Cho nên các bạn sẽ thấy sau này các bạn ra trường, các bạn đi làm, các bạn sẽ thấy có rất nhiều chương trình để giảm cái tỷ lệ tử vong cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Thì cái việc mà Bộ Y tế chú ý đến vấn đề mà tử vong sơ sinh rất là nhiều, thì mai mốt mình học tới mình sẽ thấy nha. Về phân loại trẻ sơ sinh, chị muốn qua cái like này các bạn sẽ nắm được hai cách phân loại để mai mốt chúng ta đi lâm sàng, chúng ta sẽ biết cách mà chúng ta ghi như thế nào cho nó đúng. Thì cái phân loại đầu tiên đó là phân loại theo tuổi thai. Thì phân loại theo tuổi thai có nghĩa là người ta lấy cái chia ra các cái nhóm và lấy cái từng tuổi thai mà lúc bé được sanh ra để người ta phân định. Thì những em bé nào được sanh ra ở cái độ tuổi dưới 37 tuần, người ta xếp vô là nhóm sanh non. Từ 37 đến dưới 42 tuần là nhóm đủ tháng. Và từ 42 tuần trở lên mới được sanh ra thì người ta gọi là nhóm già tháng. Thì trong ba cái nhóm này thì chỉ có cái nhóm đủ tháng là cái nhóm sơ sinh bình thường, ít có nguy cơ. Còn cái nhóm non tháng và cái nhóm già tháng thì đây là hai nhóm sơ sinh nguy cơ cao. Trong cái nhóm non tháng thì bé có thể gặp một số các cái nguy cơ. Ví dụ bây giờ chúng ta, các bạn mới học lý thuyết nhi, các bạn chưa có nhiều kiến thức về nó, thì chúng ta tạm hiểu theo cái cách nôm na như thế này. Nếu như mà càng em bé mà được đẻ ra mà càng non chừng nào thì khó nuôi chừng ấy. Thì non đã thể hiện chuyện gì? Ví dụ như non, cái đường thở nó cũng non, cái đường thở của nó non biểu hiện là nó thiếu sự phát tăng, làm cho các phế nang có xu hướng co xẹp lại và nó gây lên hiện tượng là suy hô hấp trên lâm sàng và một cái bệnh người ta thường gọi là bệnh màng trong. Và nếu mà suy hô hấp mà chúng ta không có hỗ trợ đúng hoặc là nặng quá, chúng ta không thể hỗ trợ được bằng máy thở hiệu quả thì bé sẽ tử vong. Cho nên đó là chỉ ví dụ một cái nguy cơ của đứa non tháng, vân vân, nó còn rất nhiều các cái nguy cơ khác. Mai mốt xuống lâm sàng chúng ta sẽ gặp và chúng ta sẽ nói tiếp cho các bạn dễ hiểu. Cái nhóm già tháng thì đây cũng là một cái nhóm sơ sinh nguy cơ cao. Thì tại sao già tháng là nguy cơ cao? Bây giờ các bạn cứ nghĩ đi, như là được mình ở trong tử cung được nuôi chừng nào, lâu chừng nào thì tốt chừng ấy, phải không? Cái chuyện này thì nó không có đúng. Thì một cái đứa sơ sinh già tháng cũng như các bạn vậy đó, là ví dụ như các bạn học y 6 năm ra trường, ai nấy 6 năm đều ra trường hết. Sẽ có một số bạn sẽ được trường giữ lại do còn nợ một số cái môn, thì không ra trường ở 6 năm mà phải ra trường ở 6 năm rưỡi hoặc 7 năm.
Như vậy thì các bạn có muốn là ra trường nuôi chơi già tháng 6 năm rưỡi 7 năm hay ra trường được học nhiều cho nó cứng không? Thì cái này hoàn toàn không có bạn nào muốn cả. Thì tương tự như vậy, cái đứa trẻ sơ sinh già tháng cũng vậy. Nếu mà em bé nó nằm lâu trong buồng tử cung thì cái bánh nhau của bà mẹ, cái việc cho dưỡng chất cho con nó sẽ giảm dần theo tuổi, chứ không phải nó cứ nuôi hoài đến một cái độ tuổi nào đó cái bánh nhau nó cái sẽ già nua đi, dôi quá đi, và cái việc cho dưỡng chất cho con sẽ thiếu đi. Và trong đó một cái chất mà vô cùng quan trọng đó là oxy, và thường người ta xếp cái nhóm già tháng là cái nhóm nguy cơ cao là như vậy. Thì qua cái phân loại này, chị muốn các bạn nhớ hai con số, đó là con số 37 và con số 42. Đề thi trắc nghiệm có uyển chuyển như thế nào đi chăng nữa, nhưng người ta nắm 37 là non, từ 42 trở lên là già, còn lại là đủ tháng thì cho kiểu nào cho, chúng ta đều làm được hết. Một cái phân loại thứ hai đó là phân loại cân nặng lúc sanh. Thì người ta lấy cân nặng lúc sanh bao nhiêu người ta sẽ xếp. Ví dụ như những cái trẻ được đẻ ra mà cân nặng dưới 2.500 gram người ta xếp vô đây là nhóm nhẹ cân, gọi là sơ sinh nhẹ cân, hay còn gọi là suy dinh dưỡng bào thai, hoặc một thuật ngữ hồi xa xưa người ta gọi là trọng tăng trưởng trong tử cung. Ba cái thuật ngữ này giống nhau. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm đủ cân, là những cái trẻ mà được đẻ ra khi cân nặng của trẻ từ 2.500 đến dưới 4.000 gram. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm lớn cân. Lớn cân là trẻ sanh ra có cân nặng từ 4.000 gram trở lên. Thì nhìn ba cái phân độ này, các bạn tự nhiên sẽ biết nhẹ cân là nguy cơ. Tại vì nó càng nhỏ chúng ta nuôi càng lâu nó mới lên đủ cân như cái đứa đủ cân. Và cái nhóm đủ cân là cái nhóm bình thường. Cái nhóm lớn cân các bạn có cho là bình thường không? Thì nhóm lớn cân này mình hiểu nôm na, thì nếu mà bạn đẻ ở một đứa trẻ sơ sinh đẻ ra được 4 kg thì bằng người ta một bé đẻ cho đủ cân nuôi thêm một tháng nữa. Như vậy thì lớn cân thì quá tốt đi, dư giả. Nhưng cái vấn đề này nó hoàn toàn không phù hợp. Khi gặp một đứa trẻ lớn cân, bác sĩ phải cẩn thận, và nó được xếp vô là một cái nhóm nguy cơ, là bởi vì cái đứa lớn cân này nó có nguy cơ thứ nhất là cái bé nó lớn thì cái nguy cơ nó đẻ ra nó bị sang chấn sản khoa nó rất là cao, đẻ khó, sang chấn gây xuất huyết não, sanh ngạt, rồi kẹt vai, gãy xương đòn, rồi gãy xương cánh tay, vân vân, nó có nhiều cái tổn thương sang chấn sản khoa rất là cao. Và một cái nguy cơ thứ hai của một đứa trẻ sơ sinh lớn cân là gì? Là nó liên quan đến cái tỷ lệ mẹ bệnh rối loạn chuyển hóa, là một cái bệnh thường gặp ngày nay, đó là đái tháo đường. Thì khi mà bà mẹ đái tháo đường có xu hướng sanh con lớn cân, và cái đứa trẻ lớn cân này khi đẻ ra một cái nguy cơ mà thường gặp đó là hạ đường huyết sau sanh. Các bạn biết không, ở bệnh viện những đứa trẻ này có đứa trẻ đẻ ra đường huyết chúng ta thử chỉ có 1.mấy mmol/lít thôi, 1.6, 1.8, 2.0, trong khi đó đường huyết bình thường của một đứa trẻ sơ sinh là 3.6 đến 6.4, mà hạ đường huyết sơ sinh thì hầu như nó không có triệu chứng, và thì nó chỉ biểu hiện khi nó có biến chứng co giật mà thôi. Cho nên chúng ta tất cả những cái đứa trẻ mà đẻ ra có cân nặng từ 4 kg trở lên đều phải được theo dõi với nhân viên y tế, và chúng ta đưa về phòng dưỡng nhi hoặc là khoa sơ sinh để mà nằm, để mà nhân viên y tế theo dõi cái đường huyết của trẻ. Khi nào đường huyết của trẻ ổn định, bú tốt, chúng ta mới trả em bé về với mẹ. Thì nãy giờ chị đã hướng dẫn cho bạn các bạn hai cách phân loại, một là phân loại theo tuổi thai và hai là phân loại theo cân nặng lúc đẻ. Qua hai cái phân loại này, các bạn nhớ giùm chị hai chỉ số để các bạn đánh trắc nghiệm. Thứ nhất 37 và 42. Thứ hai 2.500 gram và 4.000 gram. Là các bạn nhớ các mốc này để các bạn đánh trắc nghiệm. Một cái phân loại thứ ba đó là phân loại cân nặng theo tuổi thai. Cái này cho chị nợ. Mai mốt các bạn đi lâm sàng,
các bạn sẽ được các cái giảng viên ở lâm sàng sẽ hướng dẫn các bạn cách phân loại và đánh giá cân nặng theo thứ hai, thế nào là biểu đồ Lutsenko và thế nào là đánh giá Balashnikov ha. Cái này để cho chị nợ, tại vì cái này mình nói lý thuyết các bạn rất là khó hình dung. Hiện tại các bạn nắm giùm chị hai cái phân loại trên thì các bạn có thể thi được ở cái phần này. Chúng ta qua cái phần tiếp theo, đó là đặc điểm của các cái đặc điểm sinh lý bình thường của trẻ. Về mặt lý thuyết, chị soạn cái này viết rất dễ hiểu. Các bạn về khi những cái thời gian rảnh các bạn lật ra, các bạn sẽ đọc đặc điểm của cái từng hệ để chúng ta nắm được cho chị đâu là những cái đặc điểm sinh lý bình thường. Chẳng khi chúng ta gặp, chúng ta biết à đây là sinh lý bình thường của trẻ sơ sinh nó như vậy. Ví dụ à thế nào là vàng da sinh lý, vân vân vân, và nhiều cái vấn đề sinh lý khác nữa. Chúng ta đọc, chúng ta nắm để khi đi lâm sàng chúng ta biết phân biệt được à đây là đặc điểm sinh lý bình thường, chúng ta không cần phải lo lắng, không phải là bệnh. Thì các bạn về đọc tự học cái phần đặc điểm cho chị. Chúng ta qua cái phần tiếp theo, đó là chăm sóc trẻ sơ sinh. Chị hướng dẫn cho các bạn cách chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Còn khi mình đi lâm sàng thì mình sẽ gặp một đứa trẻ sơ sinh bệnh lý. Thì một đứa trẻ sơ sinh bệnh lý, trên cơ bản chúng ta điều trị bệnh đó cho trẻ, chúng ta chăm sóc bệnh lý và chúng ta cộng với cái chăm sóc bình thường cho trẻ đó. Đó là ba cái chăm sóc mà chúng ta cần phải lưu ý. Đối với trẻ sơ sinh thì việc chăm sóc trẻ phải đảm bảo 4 nguyên tắc. Thứ nhất là đảm bảo sạch, vô trùng tối đa có thể được. Chúng ta đọc kỹ câu này. Vì cái đặc điểm của trẻ sơ sinh á, hệ miễn dịch của các bé nó yếu, hệ miễn dịch thì cái IgG chỉ có từ mẹ cho con mà thôi, còn cái IgM thì không qua được màng nhau, cho nên trong cái nồng độ IgM trong máu con rất là thấp. Mà IgM thì nó có vai trò là chống lại các cái vi trùng gram âm và vi trùng sinh mổ. Vì vậy khi một nhiễm trùng ở sơ sinh thì khi chúng ta đi lâm sàng thấy các cái bác sĩ có xu hướng là sẽ đánh mạnh về hướng gram âm, tại vì đây là một cái khe hở miễn dịch của trẻ sơ sinh, đặc điểm khác với trẻ lớn. Và vì cái lý do đó cho miễn dịch của bé nó yếu như vậy, cho nên khi chăm sóc bé chúng ta cần phải đảm bảo sạch, chúng ta cần phải nắm rõ các nguyên tắc ở sơ sinh giữa giường hồi sức, với cách giường hồi sức bao nhiêu và cái phòng cho bé sơ sinh nằm phải được thiết kế như thế nào. Và khi chúng ta đi lâm sàng chúng ta thấy khoa sơ sinh rất là khó khăn, đi vào phải thay dép, trước khi khám bé phải rửa tay bằng cồn. Đó là cái nguyên tắc hồi đó tới giờ, chứ không phải là từ khi có dịch Covid thì chúng ta mới rửa tay. Không phải, trước giờ là sơ sinh chúng ta đi khám bệnh, mỗi cái lầu giường trẻ đều có một cái chai cồn để nhân viên y tế chăm sóc bé này xong chúng ta rửa tay bằng cồn, cái chúng ta mới qua chăm sóc bé kế tiếp để đảm bảo cái điều kiện sạch, giảm bớt cái tình trạng nhiễm trùng chéo cho các bé. Mà vô trùng tối đa có nghĩa là sạch chừng nào tốt chừng ấy, chứ không có nghĩa là vô trùng tuyệt đối trong phòng mổ. Hai cái quan niệm này nó hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nắm đó là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai là chăm sóc trẻ sơ sinh cần phải giữ ấm. Thì vì cái đặc điểm trẻ sơ sinh, cái ổn định thân nhiệt của trẻ sơ sinh nó còn rất là kém, bởi vì cái khả năng tạo nhiệt của bé nên ít, nhưng mà cái da bé mỏng, khả năng mất nhiệt qua da rất là cao. Bây giờ để giữ ấm cho trẻ sơ sinh thì hiện tại thì chúng ta biết những cái cách giữ ấm nào mà các bạn đã biết được. Các bạn có thể mô tả cho chị thử về cái giữ ấm sơ sinh như thế nào, về mặt dân gian trước rồi trong bệnh viện chúng ta làm sao, chúng ta tính sao. Giờ bạn nào cho chị biết được cái giữ ấm ở trẻ sơ sinh, chúng ta làm cách nào để giữ ấm mà ba má ông bà chúng ta thường hay làm ở nhà? Chị mời lớp T trước đi. Bạn nào xung phong đại diện cho lớp mình nói cho chị nghe coi, giữ ấm trẻ sơ sinh thì thường người ta dân gian chúng ta làm cái gì để giữ ấm?
Lớp trưởng lớp T có không em? Dạ có con. Rồi em nói cho chị biết, để giữ ấm trẻ sơ sinh thì ba má ông bà chúng ta làm gì để giữ ấm? Dạ cô là mặc quần áo ấm rồi đội cái mũ cho trẻ, xong rồi đeo che mang tất tay với chân cho trẻ. Rồi còn rồi cái không gì có nữa cho, rồi che cái màn lại cô, và không có cho cái gió thoáng qua. Tốt lắm. Thì bạn nói đúng như cái cách nuôi chăm sóc một cái người, một em bé sau sanh của ba má mà dân gian mình rồi đó. Đội nón, mang với hay tất để tất tay tất chân, rồi mặc quần áo có tay và nằm ở trong cái phòng ít gió lùa, có màn che chắn để giữ ấm. Và em chọn bao nhiêu đó là đủ một cái phòng của một cái người phụ nữ có bầu mà chuẩn bị đi đẻ. Đây dụng cụ cho con, trong cái phần dụng cụ đi đẻ cho con, ba má ông bà chúng ta còn chọn thêm một cái nữa, đó là 3-4 cái khăn bàn lưng lớn để quấn trẻ sơ sinh. Thì quấn là để giữ ấm, đó là những cái cách giữ ấm mà dân gian hồi trước giờ chúng ta hay thấy. Rồi bây giờ về mặt nhân viên y tế, khi em bé ở trong bệnh viện thì ở bệnh viện về mặt chuyên môn chúng ta có thể giữ ấm bằng những cách nào khác ngoài cái giữ ấm theo dân gian rồi, thì trong bệnh viện có những cái phương pháp nào để giữ ấm em bé sơ sinh? Rồi lớp V đâu, cho chị mời một bạn lớp V. Chị sợ chị nói thôi, các bạn buồn ngủ, các bạn chịu khó tham gia với chị cho các bạn đỡ buồn ngủ. Lớp trưởng lớp V có không? Lớp phó học tập, lớp phó lớp V. Dạ có gì ơi. Em là lớp trưởng hay lớp phó? Dạ em là lớp phó. Rồi lớp phó, lớp trưởng đi ngủ rồi phải không? Rồi nhắn cái lớp trưởng nói chị Long, nói là học phải nghe đàng hoàng mới thi được đó nha. Rồi. Không, em đang nghe là chị. Đang nghe, tại sao kêu không trả lời? Rồi. Dạ chú, em đang suy nghĩ. Khi nghĩ nghe kêu là lên tiếng, em phải suy nghĩ sao? Rồi, thôi bây giờ như thế này. Giờ lớp phó trước rồi, cho lớp phó trước. Lớp phó kể cho chị nghe coi, ở bệnh viện chúng ta có những cái cách giữ ấm nào để giữ ấm trẻ sơ sinh? Trong bỏ trong cái chỗ mà có cái đèn sưởi với chị, với trong lồng kính. Cho có tăng dùng cái đèn để người ta sưởi dưới, hoặc là để trong những cái lồng kính. Rồi còn cách nào nữa không em? Dạ em biết có nhiêu đó rồi. Rồi cảm ơn em. Chỉ mời lớp trưởng và lớp phó nói là, một là dùng đèn sưởi, hai là bỏ trong những cái lồng kính. Như vậy thì theo em, còn ở bệnh viện chúng ta còn có những cái cách nào để giữ ấm trẻ sơ sinh mà em biết chưa? Tại vì em chưa đi lâm sàng mà, em biết được qua phim ảnh hoặc qua cái gì đó em biết được. Em nên để chị nghe đi. Dạ theo em nghĩ là cho trẻ vô lòng mẹ, mẹ ôm ấp. Cho ấp con vô lòng mẹ được rồi. Các bạn tốt lắm. Bây giờ chị sẽ chỉ cho. Ở bệnh viện thì có nhiều cái phương pháp giữ ấm trẻ sơ sinh. Phương pháp dễ nhất đó là ấp căng gu gu, đó là bạn lớp trưởng nói là giữ ấm em ấp vô lòng mẹ đó, là ấp căng, gọi là ấp căng gu gu. Ấp căng gu gu người ta làm giống như nguyên tắc cái con căng gu gu mẹ mà nó ấp con ở trong cái túi của mẹ như vậy đó. Thì mình sẽ, mình người ta là không có túi căng gu gu thì mình dùng một miếng vải thun, mình làm cái túi giả rằng mình để da em bé áp sát vô da mẹ hoặc bố gì cũng được, rồi dùng một miếng vải thun băng ngang làm cái túi thì em bé đừng có gớt, và ấp đó thì gọi là ấp căng gu gu. Ấp căng gu gu này ở bệnh viện người ta hay sử dụng cho các cái trẻ sanh non, nhưng mà hô hấp nó đã ổn định, có nghĩa là em bé này nó
nó thở bình thường, nó không bị siêu hấp rồi, nghĩa là nó qua cái giai đoạn nguy hiểm rồi, thì cái cần mình nuôi cho bé nó lớn thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta để nó lạnh thì nó sẽ dễ ngưng thở và nó chậm lên ký, cho nên người ta sẽ ấp căng gugu và bắt người nhà ấp căng gugu. Đó là phương pháp thứ nhất. Còn những cái bé mà sanh non mà thân nhiệt chưa ổn định mà chúng ta cần giữ ấm á, thường thì chúng ta phải dùng các cái phương tiện hiện đại, không ấp căng gugu, tại ấp gugu vậy thì không thở oxy được rồi nó tiếp không hay thì sao, cho nên là chúng ta không thể ấp căng gugu cho những đứa trẻ đang có vấn đề về hô hấp. Thì những đứa trẻ có vấn đề về cần phải hồi sức mà chưa thể ấp căng gugu được, ở bệnh viện chúng ta sẽ giữ ấm bằng cách như lớp phó nói là dùng để bé nằm trong những cái lồng kính. Thì những cái lồng kính đó người ta gọi là lồng ấp, các bạn nhớ lồng ấp. Thì cái lồng ấp này nó làm bằng kính trong để em bé nằm ở trong, và có các cái sensor để gắn vào da em bé để bắt nhiệt độ da. Thì cái nhiệt bác sĩ mình muốn cái nhiệt độ da của bé này từ 36,5 đến 37 độ thì chúng ta sẽ bấm cài đặt nó, và cái lồng ấp nó sẽ nung nhiệt lên cho nó giữ cho nhiệt độ môi trường khoảng 32, 33, 34 độ gì đó, để cho giữ cho cái nhiệt độ da của bé như mình mong muốn cài đặt. Khi mà một em bé nó hạ thân nhiệt dưới cái nhiệt độ cài đặt lồng ấp bắt được, nó lập tức nó sẽ nung nhiều lên cho bé nó ấm lên, đảm bảo cái nhiệt độ da như bác sĩ cài đặt. Khi mà nó nung lên mà em bé nó sốt, em bé trên cái nhiệt độ cài đặt nó sẽ báo động của lồng ấp báo động, và lập tức nó sẽ ngắt nung, nó không nung nhiệt nữa, cho thân nhiệt em bé trở về cái nhiệt độ cài đặt. Đó là cái lồng ấp. Tuy nhiên cái lồng ấp ở bệnh viện chúng ta sẽ thấy ít xài, là bởi vì các bạn thấy em bé vô lồng ấp các bạn rất khó theo dõi, lỡ mà nó vô trọng nó ngưng thở, chúng ta đặt nội khí quản đồ rất là khó, tại vì lồng ấp nó hạn chế, nó không có rộng, không gian nó không có rộng rãi, và chúng ta khó theo dõi em bé. Cho nên những em bé nào mà tương đó ổn một chút mới thấy vô lồng ấp được, còn những cái đứa mà ngưng thở hoài chúng ta đừng có thấy vô lồng ấp ha. Một cái phương tiện làm ấm ở bệnh viện mà rất rất hay xài đó là cái warmer là cái giường ấm hay là cái giường sưởi đó. Trên nguyên tắc thì nó giống như là cái lồng ấp, nhưng mà nó thoáng. Cái giường này phía trên là cái đèn, để em bé nằm ở giữa nó sưởi xuống, và trên nguyên tắc nó theo dõi giống như cái lồng ấp mà nó không che kín em bé lại, thì chúng ta dễ làm thủ thuật. Trên cái warmer nó có cổng oxy, cổng phun khí dung vân vân, nó có đầy đủ các cái phần hồi sức trẻ hết, cho nên cái warmer thì nó tốt hơn cái lồng ấp, dễ sử dụng hơn cái lồng ấp rất nhiều trong phương diện giữ ấm. Và nhưng đổi ngược lại, cái warmer thì nó mắc hơn cái lồng ấp rất là nhiều, cho nên thường không phải bệnh viện nào cũng có dư giả cái warmer để mà sử dụng. Chị đã hướng dẫn cho các bạn các cái cách để giữ ấm trẻ. Cái thứ tiếp theo, nguyên tắc tiếp theo chúng ta cần phải biết đó là khi một đứa trẻ sơ sinh, sau khi sanh, em bé này cần phải được thực hiện các cái liệu pháp dự phòng thường quy. Thường quy có nghĩa là bé nào sanh ra cũng phải có. Thì như vậy em bé sau sanh cần phải dự phòng những cái gì? Thứ nhất là sanh xong cắt gốn thì một, đem em bé qua giường sưởi lau khô nhanh, xong rồi thì cô nữ hộ sinh cổ sẽ cắt rốn thì hai, xong rồi lau khô, mặc quần áo em bé vô thì cho người ta quấn em bé lại. Thì trước khi quấn người ta sẽ dùng chích một cái mũi ở đùi, đó là vitamin K1. Tất cả các cái đẻ sau sanh bắt buộc theo cái chương trình y tế quốc gia chúng ta là bắt buộc phải tiêm ngừa 1 mg vitamin K1 để ngừa cái bệnh sốt huyết não màng não muộn. Các bạn nhớ, ở đâu có đẻ là đó có cà. Và sau 12 giờ đồng hồ, nếu em bé ổn định, người ta sẽ tiêm, bắt đầu đi vào cái chương trình y tế quốc gia. Thì các bạn học cái bài tiêm ngừa, chủng ngừa của cô Thu Ba dạy rồi, thì chứ học em bé sơ sinh mới đẻ sẽ bắt buộc phải chích hai mũi, đó là gì? Một mũi ở vai là chích ngừa lao, và một mũi ở đùi cũng được, là chích ngừa viêm gan siêu vi B.
bắt đầu đi vào cái chương trình y tế quốc gia, tiêm chủng mở rộng y tế quốc gia, thì bé sẽ được tiêm 2 mũi. Nói tóm lại, một đứa trẻ sau đẻ nó sẽ được chích 3 mũi, một là vitamin K1, 2 là lao và 3 là viêm gan siêu vi B. Đó là 3 cái liệu pháp dự phòng thường quy áp dụng cho trẻ sơ sinh. Rồi chúng ta cần một nguyên tắc cuối cùng là phải theo dõi trẻ, phát hiện và xử trí sớm các cái bệnh lý. Tại vì trẻ sơ sinh thì nó diễn tiến nặng rất là nhanh, chúng ta cần phải theo dõi cho sát, tránh tình trạng chúng ta mà phát hiện trẻ nó nguy hiểm đến tính mạng của bé. Đó là các cái nguyên tắc về chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Các bạn khi đi thi, các bạn bắt một cái tình huống, gặp một cái tình huống lâm sàng sơ sinh, thì khi các bạn làm tình huống, các bạn lỡ mà tình huống khó và không nghĩ ra được cái chẩn đoán và điều trị không đúng, nhưng mà các bạn phải lấy cái chăm sóc bình thường này thể vô, nghĩa là bạn phải ghi gạch vàng giữ ấm, gạch vàng thứ hai vitamin K1 1 mg tiêm bắp, thứ ba theo dõi sinh hiệu, theo dõi thân nhiệt vân vân. Các bạn sẽ ghi như vậy thì các bạn sẽ có được một cái phần điểm cơ sở, chứ không có đến đổi tệ. Cho nên các bạn nhớ là cho chăm, khi chúng ta làm tình huống bệnh, chúng ta phải để cái chăm sóc sơ sinh bình thường vô để chúng ta có những cái điểm cơ bản. Về cái phần tiếp theo, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nuôi dưỡng một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Về cái nuôi dưỡng một đứa trẻ sơ sinh bình thường thì các bạn phải nắm các cái nguyên tắc chung sau đây. Thứ nhất là ưu tiên dinh dưỡng qua đường tiêu hóa càng sớm càng tốt nếu không có chống chỉ định. Nghĩa là đường tiêu hóa chúng ta nhớ bao giờ cũng ưu tiên hơn. Người ta thứ tự ưu tiên nó sẽ đi từ nuôi ăn qua đường tiêu hóa trước. Nếu mà nuôi ăn qua đường tiêu hóa vì lý do nào đó bé nó không bú đủ cái lượng nhu cầu sữa cơ bản, chúng ta sẽ nuôi ăn tĩnh mạch một phần. Nuôi ăn tĩnh mạch một phần có nghĩa là ăn một mớ, còn một mớ tôi chích cây kim luồn và tôi truyền nước biển. Đó là cái nói theo kiểu dân gian cho các bạn dễ nắm, gọi là nuôi ăn tĩnh mạch một phần. Những cái trường hợp nặng hơn nữa, đường tiêu bé không thể ăn qua đường tiêu hóa, xong dạ dày ọc dịch vàng, dịch nâu, bụng trướng căng, không có đi tiêu được, người ta bắt buộc chúng ta phải nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn. Có nghĩa là chúng ta tính cái nhu cầu dịch điện giải và chúng ta truyền nước biển hết cho bé luôn mà không ăn qua đường tiêu hóa. Chờ khi nào chúng ta giải quyết được cái bệnh nền cho đường tiêu hóa của bé có thể tập tành ăn được, chúng ta tập ăn vừa truyền tĩnh mạch. Và khi mà ăn đủ lượng, chúng ta cắt tĩnh mạch và chuyển hẳn nuôi ăn qua đường tiêu hóa và đi ngược lại theo thứ tự ưu tiên của chúng ta. Thì trong các cái loại chất dinh dưỡng thì sữa mẹ là thức ăn ưu tiên tốt nhất cho mọi đối tượng trẻ sơ sinh. Chúng ta nhớ không có gì tốt cho bằng sữa mẹ, và trẻ khỏe mạnh nên được bú mẹ càng sớm càng tốt. Chúng ta cần nhớ thì qua các cái 4 cái nguyên tắc sau đây, sau này chúng ta nhớ rằng một cái nguyên tắc chung của nuôi dưỡng trẻ sơ sinh tốt nhất là bú mẹ càng sớm càng tốt. Khi nào nó chống chỉ định thì chúng ta mới tính, còn nếu không thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng sữa mẹ để nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. Đó là một cái điều bắt buộc. Thì về chúng ta sẽ coi tiếp về cái điều kiện một đứa trẻ sơ sinh đẻ ra khi nào được cần nuôi ăn được qua đường tiêu hóa. Chúng ta đọc nhưng có những cái định rõ ràng rồi. Những cái bà mẹ nào không được phép cho con bú, nghĩa là đứa trẻ này nó rất khỏe mạnh, nó bú mẹ được, nhưng mà mẹ nó mắc một số bệnh, ví dụ như bệnh truyền nhiễm, lao, HIV vân vân, thì người ta sẽ không cho con bú mẹ. Rồi mẹ có bệnh lý mạng tính, suy tim, suy thận, suy gan vân vân, ung thư gì đó, hoặc là mẹ đang sử dụng các cái thuốc nó qua sữa và nó độc cho trẻ. Và hiện tại một cái thuốc mà nó độc, nó thở cái tiêu chuẩn này thường gặp trên lâm sàng, đó là thuốc hạ áp. Chúng ta nhớ thuốc hạ áp ở một số bà mẹ bị cao huyết áp thai kỳ hoặc là cao huyết áp trước khi bà có thai,
bà phải bắt buộc phải dùng thuốc huyết áp để nó ổn định huyết áp của bà mẹ này, thì bà phải dùng thuốc. Bác sĩ nội khoa dùng thuốc thì chúng ta bắt buộc phải coi coi cái nhóm thuốc này nó có qua sữa hay không và nó gây hạ huyết áp của trẻ, cho nên chúng ta cần phải chú ý mà hướng dẫn cho trẻ bú bằng cái sữa thay thế. Chúng ta nhớ đó là những cái trường hợp mà khi đi lâm sàng chúng ta có thể gặp. Tóm lại, khuyến cáo nuôi dưỡng trẻ sơ sinh tuy yêu cầu bú mẹ ưu tiên trừ khi có chống chỉ định, và người ta khuyên là bú càng sớm càng tốt để tận dụng cái lượng sữa non nó có nhiều kháng thể, nó giúp cho cái miễn dịch cho đường tiêu hóa cũng như miễn dịch toàn thân cho bé được tốt hơn. Thì qua cái phần nuôi dưỡng này, khi các bạn đi lâm sàng các bạn thấy những cái tình huống nào nó lọt vô chống chỉ định của nuôi ăn qua đường tiêu hóa, các bạn chỉ cần ghi một câu là nuôi ăn tĩnh mạch. Và nếu mà những trường hợp nào nó không có nằm rớt trong chống chỉ định thì chúng ta chỉ cần ghi bú mẹ theo nhu cầu. Đó là hai cái chỉ định cho lâm sàng chúng ta thường hay ghi. Còn cụ thể như thế nào khi chúng ta xuống lâm sàng cho các bạn sẽ được hướng dẫn và tư vấn bà mẹ cho nó cụ thể. Thì cái bài hôm nay chị hướng dẫn cho các bạn ở cái bài này thì xong cái bài thứ nhất. Các bạn có thắc mắc gì ở cái bài này hay không? Cho em hỏi. Rồi em hỏi đi em. Dạ, trong sách đó chị, là mình có nói sơ sinh là bắt đầu từ lúc sinh đến 28 ngày tuổi á. Ừ. Trong bài giảng là 30. Hồi nãy khi chị chia chị cái bài đầu cái like đầu tiên về cái chị định nghĩa thời kỳ sơ sinh đó, chị có nói là một số sách sẽ ghi 28, một số sách sẽ ghi 30. Chị ghi 30 là cho các bạn dễ nhớ, là ý nó là trong tháng đầu sau đẻ, giữa 28 và 30 không có sự khác biệt, các bạn lấy con số nào cũng được. Khi các bạn đi thi thì không có ai cho hai con số này cùng lúc, có thể cho bằng con số này 28 ngày, có thể cho bằng con số 30 ngày, nhưng hai cái này nó không nằm chung một lúc. Hồi nãy lúc khởi đầu bài chị có nói cho các bạn đầu tiên rồi đó. Em muốn hỏi thêm một câu nữa. Hỏi đi em. Em biết là dự ấm, người ta có nói là dự ấm nếu mà quá nhiều thì bé sẽ bị đổ mồ hôi, thấm ngựa kia bị phổi. Ừ. Trong bài chị viết trong cái phần đặc điểm về thân nhiệt, chị ghi rất là rõ là cái nhiệt độ môi trường nên giữ ở bao nhiêu đối với trẻ đủ tháng và bao nhiêu đối với trẻ non tháng. Trong bài chị ghi kỹ lắm, các bạn về đọc. Thì chúng ta không cần giữ ấm quá mức, nếu chúng ta giữ ấm quá mức bé sẽ rất chậm lên cân, do bé nó mất nhiệt, mất nước hơi nhiều thì cái việc lên cân của bé sơ sinh sẽ không như dự kiến. Và cái việc ra mồ hôi nhiều, những bà mẹ mà hờ hợt không có chăm con tốt thì nó sẽ làm nguy cơ viêm phổi rất là cao, tại nó lạnh, sau khi vã mồ hôi nó ướt áo ra nó lạnh, cho nên là nó dễ bị nguy cơ viêm đường hô hấp. Cái chuyện đó là bình thường, nhưng mà trước khi dẫn đến viêm đường hô hấp thì chúng ta phải nhớ đến cái chuyện quan trọng hơn, đó là cái việc mà tăng cân không theo ý muốn do nó mất nước qua nhiệt quá nhiều. Cho nên là chúng ta phải làm cho đúng nguyên tắc, giữ ấm cho đúng nguyên tắc. Giữ ấm thì nó cần thiết, nhưng mà làm thế nào cho nó phù hợp trong cái điều kiện hiện nay thì chúng ta làm cho nó đúng, chứ không có nghĩa là chúng ta đứa nào vô chúng ta phải cho nằm than ủ quấn lại. Ví dụ như một đứa trẻ sơ sinh đủ tháng, người ta yêu cầu nhiệt độ môi trường 28 đến 30 độ C thôi, thì chị chỉ cần em như vậy thôi, chứ chị không cần em phải ủ, cũng phải làm bóng đèn, phải nằm than. Em làm một thời gian thì cái da của bé bị bỏng do nhiệt, rồi nổi nhiễm trùng da vân vân, nó rất nhiều thứ, và bé nó da nhăn sạm, nó không có lên cân, nó vàng da tăng nhiều hơn, đó là do những cái sai lầm trong ủ ấm của chúng ta. Thì khi các bạn đi lâm sàng, bây giờ các bạn về các bạn coi về cái phần lý thuyết trước, các bạn nắm được những nguyên tắc cơ bản, rồi khi bạn đi lâm sàng bạn sẽ thấy và bạn sẽ hướng dẫn tùy theo điều kiện bệnh nhân, chứ không có làm quá cái như không có nghĩa là tốt, được không em? Dạ em cảm ơn chị. Rồi các bạn còn câu hỏi gì khác không?
Rồi, nếu các bạn không có thắc mắc gì, chúng ta nghỉ giải lao 5 phút rồi chúng ta sẽ quay trở lại học tiếp hai bài tiếp theo, học một hết một lúc hai bài luôn rồi chúng ta sẽ kết thúc một buổi chiều này. Các bạn có đồng ý không? Dạ con. Rồi, các bạn nghỉ 5 phút sau các bạn vô học trở lại.
Alo, các bạn ơi, mình trở lại lớp học nha các bạn. Hai lớp các bạn trở lại đầy đủ chưa? Dạ rồi. Rồi, à, vậy bắt đầu được chưa? Rồi, các bạn dỡ ra cái quyển sách Nhi 2. Nhiễm trùng sơ sinh này nằm ở quyển sách Nhi 2 phải không các bạn? Dạ đúng rồi cơ. Ừ, mà bạn dỡ bài ra. Bạn dỡ cái bài nhiễm trùng sơ sinh ra. Rồi các bạn thấy bài hết chưa? Rồi chị sẽ nhấn mạnh những cái điểm mà các bạn cần nắm. Còn những cái phần kia các bạn đọc, các bạn nào đi học lý thuyết cầm cái highlight theo like mấy cái phần này tôi nói cho các bạn nắm được cái cơ bản trước rồi thì nó có thời gian chúng ta đọc nhiều ra những cái phần phụ khác. Thì nhiễm trùng sơ sinh, cái bài này đây là một cái bài chung các bạn học cho có cái kiến thức nền, rồi khi chúng ta đi xuống lâm sàng thì chúng ta sẽ áp dụng nó tùy theo mỗi cái bệnh nhi mà chúng ta sẽ có những cái thể bệnh khác nhau nằm trong nhiễm trùng sơ sinh. Thì nhiễm trùng sơ sinh là một nhóm các cái bệnh lý nhiễm trùng xảy ra trong thời kỳ sơ sinh. Thì những cái bệnh nào một hồi mình sẽ học tiếp. Về cái phân loại nhiễm trùng sơ sinh thì có nhiều cách phân loại, nhưng cái phân loại mà dựa vào thời điểm khởi mắc nhiễm trùng, bệnh nhiễm trùng nó xảy ra lúc nào thì chúng ta sẽ phân loại, thì theo lúc đó thì cái phân loại đó người ta gọi là phân loại dựa vào cái thời điểm mắc bệnh nguyên. Người ta còn một cái phân loại thứ hai nữa là phân loại dựa vào thời điểm khởi phát nên triệu chứng. Thì khi mà một đứa trẻ sơ sinh nó biểu hiện cái triệu chứng nhiễm trùng, ví dụ triệu chứng sốt, triệu chứng hô hấp hoặc triệu chứng đường tiêu hóa, thì khởi phát lúc ngày tuổi nào thì chúng ta sẽ xếp nó vô đó là khởi phát sớm hay khởi phát muộn. Thì cái nhóm trùng khởi phát, nhiễm trùng khởi phát sớm là cái nhiễm trùng mà cái triệu chứng nhiễm trùng nó khởi phát trong tuần đầu sau đẻ, nghĩa là trong 7 ngày đầu sau đẻ. Ví dụ một em bé đến với mình 2 ngày tuổi, em bé thở nhanh, thở rút lõm ngực, mình nghe phổi thô ráp hoặc là có ran, mình nghĩ đây là nhiễm trùng ở phổi thì mình chẳng đoán là viêm phổi. Và viêm phổi này nó khởi phát ở độ tuổi 2 ngày, có nghĩa là trong một tuần đầu sau đẻ, cho nên ta gọi là viêm phổi khởi phát sớm. Chúng ta biết chưa? Rồi, thì thường những cái trường hợp mà viêm phổi và nhiễm trùng khởi phát sớm như thế này thì nó thường nó sẽ liên quan cái đường lây truyền của bé này, có thể trong bị lây cái lúc còn ở trong tử cung hoặc bị lây ở cái lúc lúc sanh, nghĩa là lây trong lúc sanh, hoặc có cũng khả năng sau sinh, nhưng mà thường trước sinh và trong lúc sanh nó nhiều hơn so với lấy sau sanh. Rồi cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà những triệu chứng nhiễm trùng nó khởi phát sau 7 ngày tuổi, người ta gọi là nhiễm trùng khởi phát muộn. Trong cái nhóm nhiễm trùng khởi phát muộn này thì cái đường lây truyền của bé này thường là từ môi trường bên ngoài. Cái lây truyền ở trước trước sanh hoặc trong sanh nó sẽ ít đi, và lây truyền sau sanh nó sẽ nguy cơ nó sẽ cao hơn. Thì mục tiêu của người ta dùng cái thời điểm khởi phát những triệu chứng nhiễm trùng để người ta phân định sớm muộn là để người ta đưa ra các phác đồ điều trị các bạn cần phải áp vô khi chúng ta đi lâm sàng. Sớm tôi phải làm gì, muộn tôi phải làm gì ha. Rồi đó là cách phân loại nhiễm trùng sơ sinh. Về các cái con đường lây truyền thì tại sao một đứa trẻ sơ sinh nó bị nhiễm trùng? Thì một đứa trẻ sơ sinh nó bị nhiễm trùng nó có ba cái con đường có khả năng lây truyền cho bé. Con đường thứ nhất là nhiễm trùng trong tử cung. Nhiễm trùng trong tử cung có nghĩa là các cái tác nhân gây nhiễm này nó từ bà mẹ, bà mẹ bị nhiễm nó có khả năng nhiễm trùng sang đứa con. Tuy nhiên có những trường hợp bà mẹ nhiễm mà con hoàn toàn bình thường không có sao, thì cái việc mà nhiễm từ mẹ sang con
nó còn tùy thuộc vào khả năng bảo vệ của màng nhau, khả năng sức đề kháng của màng nhau nữa. Cho nên là chúng ta không có chủ, không có mặc định là mẹ bị là con bị. Ví dụ như mẹ viêm gan là con phải viêm gan, chuyện đó thì nó còn hên xui ha. Thì nhiễm trùng trong tử cung thì cái tác nhân tọt TORCH các bạn phải biết. T là cái gì, O là cái gì, R là cái gì, C là con gì và H là con gì. Thì các bạn rất là dễ bị cho trách nhiệm cho những cái con này. Thì trong những cái tác nhân này đây, hiện tại thì mình đã có một số tác nhân chúng ta rất ít gặp, ví dụ như là uống ván rốn. Uống ván rốn ngày nay chúng ta thấy rất là hiếm, là bởi vì cái tất cả các phụ nữ mang thai đều được tiêm ngừa uống ván cho bà mẹ 2 mũi thì trong quá trình mang thai. Lậu chúng ta có thể gặp, giang mai chúng ta có thể gặp, và viêm gan CVV cũng có gặp, HIV cũng gặp, và sốt rét cũng gặp. Nhưng sốt rét ở khu vực miền Tây Nam Bộ chúng ta thì nó rất là ít, nó không phải là khu vực lưu hành của sốt rét. Rubella cũng có khả năng gặp luôn, CMV và hạt bét xem lét. Mỗi một cái tác nhân này nó biểu hiện một cái bệnh cảnh lâm sàng khác nhau. Với cái giới hạn của thời lượng dạy lý thuyết, chị gợi ý cho các bạn những tác nhân này, khi chúng ta đi lâm sàng, chúng ta gặp những cái dạng đặc trưng của mỗi con, mỗi cái con, mỗi tác nhân, chúng ta sẽ dở bài để chúng ta đọc. Ví dụ, mẹ bị nhiễm rubella, nó qua nhau thai, nó gây nên một cái hình ảnh lâm sàng của nhiễm rubella bẩm sinh là như thế nào. Chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta học trực tiếp như vậy, thì chúng ta mới nhớ. Thì kênh cơ bản hôm nay nhớ giùm chị, T là gì, O là gì, R là gì, C là gì và H là gì. Đó là cái những cái mà chúng ta cần phải nhớ. Một cái con đường thứ hai mà rất thường gặp đó là nhiễm trùng ngược dòng. Nhiễm trùng ngược dòng có nghĩa là vi sinh vật nó tấn công vào bào thai bằng cái con đường lợi ngược. Lợi ngược từ đâu? Là từ đường tiết niệu sinh dục của mẹ, nó gây tấn công vào cái thai nhi. Thì thường một cái bào thai, mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày, cái bào thai này được bảo vệ tuyệt đối, các cái màng nhau cổ tử cung đóng kín. Vì vậy các cái vi sinh vật khu trú ở đường sinh dục mẹ, đường tiết niệu cũng vậy, nó không gây nhiễm trùng ngược dòng và gây nhiễm trùng cho thai nhi được. Khi bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ thì bắt đầu mới cái bảo vệ của các cái cơ chế bảo vệ nó không còn nữa, thì cái nguy cơ nhiễm trùng ngược dòng này rất là cao. Cho nên khi chúng ta đi sản, chúng ta sẽ thấy sẽ có những trường hợp kết thúc thai kỳ sớm khi mà bác sĩ sản khoa thấy rằng nó có nhiều nguy cơ cho đứa con. Ví dụ như ối vỡ sớm, chuyển dạ kéo dài, chuyển dạ nhân diễn là người ta sẽ cho mổ lấy thai để cho mẹ tròn và con vuông. Đó là phải tránh cái nhiễm trùng ngược dòng cho trẻ sơ sinh. Một đứa trẻ sơ sinh được sinh, nó sẽ hít hoặc nó nuốt dịch có vi khuẩn trong lúc sanh, và nó có khả năng gây nhiễm trùng sau 1 đến 2 ngày. Cho nên thường cái bệnh cảnh của hít nước ối hoặc là nuốt nước ối nó gây nhiễm trùng, gây viêm phổi, viêm ruột vân vân, nó chỉ xảy ra 1-2 ngày sau đó. Các bạn gặp một đứa trẻ sơ sinh nó suy hô hấp ở độ tuổi 18-20 ngày tuổi, nó ho, nó khò khè, các bạn đừng chẩn đoán viêm phổi hít ối. Tại vì viêm phổi hít ối lúc đó nó ra đời lâu quá rồi, ối đâu mà hít. Nếu mà xảy ra ở 1-2-3-4 ngày thì chúng ta có khả năng viêm chẩn đoán viêm phổi hít ối được. Còn lúc khi mà nó đã lớn ngày tháng rồi thì chúng ta nên chẩn đoán một cái nguyên nhân khác. Đó là về cái cơ chế bệnh sinh bình thường của một đứa trẻ sơ sinh. Thì cái tác nhân thường gặp gây bệnh trong cái đường lây truyền nhiễm trùng sớm này là gì? Đó, nhiễm trùng ngược dòng là thứ nhất là con liên cầu beta tam huyết nấm bề, con thứ hai là con E. coli, con thứ ba là con Listeria monocytogenes. Thì ba cái con này là bộ ba thường gặp nhất trong nhiễm trùng sớm của sơ sinh và liên hệ trực tiếp. Một hồi chúng ta sẽ có các cái phác đồ điều trị nhiễm trùng sơ sinh sớm, tụ cầu, lậu cầu, Klebsiella vân vân có thể gặp, nhưng nó ít hơn ba cái tác nhân đầu tiên của chúng ta rất nhiều.
Một cái con đường thứ ba là nhiễm trùng muộn sau sanh. Nhiễm trùng muộn sau sanh có khả năng từ môi trường. Em bé nằm ở môi trường hồi sức bệnh viện, nguy cơ nhiễm các cái con vi khuẩn bệnh viện, quy chuẩn kháng thuốc bệnh viện rất là cao. Bé ở nhà có nguy cơ mắc từ môi trường ở xung quanh bé ở tại nhà, vân vân. Thì tùy theo cái môi trường của bé mà chúng ta xác định tác nhân gam dương gam âm gì đó, tùy theo mỗi bé thì nó sẽ thay đổi. Trên đây là ba cái con đường lây truyền có thể gây nhiễm lây truyền nhiễm trùng sơ sinh cho trẻ sơ sinh. Về yếu tố nguy cơ, những cái đứa trẻ sơ sinh nào có nguy cơ mắc nhiễm trùng sơ sinh, chúng ta về chúng ta đọc nguy cơ từ mẹ, nguy cơ từ con và nguy cơ từ môi trường. Về triệu chứng lâm sàng của nhiễm trùng sơ sinh, các bạn lật tới bỏ qua một hai trang nữa thì sẽ tới những bài đến cái phần triệu chứng lâm sàng. Các bạn bắt buộc phải học thuộc lòng triệu chứng lâm sàng để khi chúng ta xuống đi lâm sàng, chúng ta thuộc về chúng ta mới nhận diện ra bệnh. Còn chúng ta khám bệnh mà chúng ta không thuộc bệnh thì chúng ta sẽ không nhận diện ra được. Thì trong cái phần triệu chứng lâm sàng trong bài chỉ có liệt kê 8 cái nhóm triệu chứng. Thứ nhất, bé không khỏe. Thứ hai, rối loạn thực thể. Thứ ba, triệu chứng thần kinh, triệu chứng hô hấp, triệu chứng tim mạch, triệu chứng tiêu hóa, triệu chứng da niêm và triệu chứng huyết học. Trong mỗi nhóm triệu chứng chỉ cho liệt kê từng cái triệu chứng bệnh thì thường rất là dễ hiểu. Khi mai mốt chúng ta xuống đi lâm sàng thì những cái triệu chứng nào chúng ta nhận diện không được, cán bộ lâm sàng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ví dụ thế nào là thở rên, thế nào là thở nhanh, thế nào là thời gian phục hồi da kéo dài, thế nào là nốt mủ, thế nào là vàng da, thế nào là phù cứng bì. Các bạn bây giờ các bạn chỉ đọc lý thuyết cho các bạn nắm, còn lý lâm sàng nhận diện triệu chứng chúng ta sẽ được học sau. Chúng ta qua một cái phần tiếp theo nữa, đó là đứng trước một bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng có yếu tố nguy cơ của nhiễm trùng sơ sinh, người bác sĩ chúng ta cần phải cho làm các cái xét nghiệm cận lâm sàng gì. Thứ nhất, xét nghiệm quan trọng nhất đó là xét nghiệm vi trùng học. Xét nghiệm vi trùng học nó là cái tiêu chuẩn quan trọng để chẩn đoán nhiễm trùng. Thì thường chúng ta sẽ có các cái nhóm xét nghiệm như nhuộm RAN, nuôi cấy định danh vi khuẩn, xét nghiệm kháng nguyên hòa tan. Thì trong ba cái xét nghiệm này, cái nuôi cấy định danh vi khuẩn là cái mà nghe thường người ta thường làm nhất. Người ta lấy cái dịch bệnh mẫu bệnh phẩm để nuôi cấy xác định cái con vi khuẩn đó là vi khuẩn gì, xong rồi người ta thử làm kháng sinh đồ, thử cái sự nhạy cảm của kháng sinh trên phòng thí nghiệm để chúng ta quay lại chúng ta điều trị cho bé. Người ta gọi là nuôi cấy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ nha. Rồi tiếp theo, các cái xét nghiệm hỗ trợ khác, ví dụ như công thức máu, vết máu ngoại biên. Thì trong cái xét nghiệm công thức máu thì cái giá trị bạch cầu chúng ta cần phải nắm. Chúng ta coi bạch cầu tăng hay bạch cầu giảm ở ngày tuổi nào, cái khi nào trên 30.000 là tăng, khi nào trên 20.000 là tăng, giảm khi nào dưới 6 và khi nào dưới 5. Chúng ta bắt buộc phải thuộc chúng ta được những bài làm. Và trong các cái giá trị bạch cầu tăng với bạch cầu giảm thì bạch cầu giảm là cái giá trị tiên lượng nặng hơn bạch cầu tăng. Chúng ta nhớ gặp một trường hợp nhiễm trùng bạch cầu giảm thì thường chúng ta cần phải điều trị thì ráo riết hơn, triệt để hơn, nó sẽ nặng hơn so với nhóm tăng, nó đặc hiệu hơn và nó nặng hơn. Cái xét nghiệm tiếp theo là định lượng CRP. Thì các bạn về coi cho chị, CRP nó tăng sinh lý sau sanh đạt ngưỡng lúc đạt đỉnh điểm nó 24 giờ. Và thường ở trẻ sơ sinh vì nó sau sanh là một stress đứa bé cho nên có hiện tượng tăng sinh lý, cho nên là CRP ở trẻ sơ sinh thì nó là tăng khi nào giá trị của CRP từ 10 mg trên lít trở lên mới gọi là tăng. Và người ta nhấn mạnh rằng một giá trị CRP đo riêng lẻ không có giá trị để đánh giá nhiễm trùng, chúng ta phải theo dõi cái sự thay đổi động học của CRP thì chúng ta mới có thể mà chẩn đoán. Chúng ta không có dựa vô một chỉ số riêng rẽ để chúng ta chẩn đoán. Một cái xét nghiệm thứ hai cũng thường hay làm nữa đó là rồ calcitonin. Rồ calcitonin là một protein phản ứng nhanh, nó độ nhạy, độ đặc hiệu hơn so với CRP, nhưng
mà nó đắt tiền hơn rất là nhiều. Thì khi nào chúng ta đi, chúng ta sẽ coi, chúng ta tính. Rồi, ngoài ra còn làm các cái xét nghiệm bổ sung khác, thì tùy theo từng thể lâm sàng mà chúng ta sẽ làm xét nghiệm coi coi cần thiết cho bé. Ví dụ em bé vô với mình có triệu chứng hô hấp, em bé có thở nhanh, có siêu hấp, bắt buộc chúng ta phải chụp ít măng phổi. Em bé vô với mình vì bụng trướng, ỉa phân nhầy, phân máu, bắt buộc chúng ta phải làm sôi phân và cấy phân. Ví dụ em bé vô với mình thất vòng, sốt cao, nghi viêm màng não mủ, chúng ta phải chọc dò thì sao, thì vân vân. Đó là các cái xét nghiệm mà chúng ta cần phải làm cho nó phù hợp với mỗi bệnh nhân. Rồi, để chẩn đoán một cái trường hợp nhiễm trùng sơ sinh, chúng ta cần phải phối hợp ba yếu tố. Thứ nhất, yếu tố nguy cơ. Thứ hai, triệu chứng lâm sàng. Và thứ ba là các cái triệu chứng cận lâm sàng. Thì chúng ta phải phối hợp giữa ba cái này để chẩn đoán. Tuy nhiên, nói lý thuyết thì nó rất dễ, nhưng mà trên lâm sàng chúng ta làm không có dễ. Có những cái nào mà nó quá rõ ràng rồi thì nó tương đối dễ chẩn đoán, nhưng mà dễ chẩn đoán đồng nghĩa với khó điều trị. Tại vì nó cần nó nặng, nó rõ ràng là nó nặng thì chúng ta điều trị sẽ khó. Điều quan trọng là chúng ta phải phát hiện cho sớm, điều trị kịp thời để chúng ta bớt đi cái tỷ lệ diễn tiến nặng của cái bệnh nhiễm trùng. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Rồi, chúng ta qua cái phần tiếp theo, đó là các cái dạng bệnh cảnh lâm sàng của nhiễm trùng sơ sinh. Trong cái nhóm nhiễm trùng sơ sinh sớm, nhiễm trùng sơ sinh sớm là triệu chứng nhiễm trùng xảy ra trong tuần đầu sau đẻ, thì vì nó sớm cho nên cái khả năng để khu trú nhiễm trùng của cái cơ thể trẻ sơ sinh sẽ yếu đi, và cái bệnh cảnh trên lâm sàng thường gặp đó là nhiễm trùng huyết sơ sinh. Chúng ta nhớ nhiễm trùng huyết sơ sinh là một cái tổn thương đa cơ quan, đáp ứng viêm toàn thân, có nghĩa là đây là một dạng bệnh lý nặng trong các cái bệnh lý nhiễm trùng. Còn các cái bệnh cảnh ít gặp hơn là các cái bệnh cảnh khu trú này, nó sẽ ít gặp hơn. Một cái dạng nhiễm trùng muộn, nghĩa là triệu chứng xuất hiện sau 7 ngày tuổi thì muộn, thì khả năng khu trú nhiễm trùng của cơ thể trẻ nó nhiều, cho nên là cái nhiễm trùng tại chỗ nó chiếm ưu thế. Và trên lâm sàng thường chúng ta sẽ gặp đó là viêm phổi, nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng da và nhiễm trùng rốn. Đó là những cái nhiễm trùng mà chúng ta hay gặp. Rồi, chúng ta qua cái phần cuối cùng, đó là về điều trị. Chúng ta để điều trị tốt nhiễm trùng sơ sinh, chúng ta phải đảm bảo các cái nguyên tắc điều trị. Thứ nhất, cho kháng sinh sớm và kịp thời nếu tiên lượng nhiều yếu tố nguy cơ, không cần chờ đủ xét nghiệm. Thứ hai, ngừng kháng sinh khi chúng ta loại trừ. Và cái phương cách thứ ba là dùng kháng sinh đủ liều, đủ thời gian theo từng thể lâm sàng. Thứ tư là phối hợp kháng sinh và ưu tiên bằng đường tiêm. Thứ năm là chuyển viện an toàn nếu chúng ta vượt khả năng điều trị. Về điều trị thì các cái tình huống lựa chọn cho kháng sinh chị đã viết rất rõ, các bạn về đọc tài liệu. Về cái phần sử dụng các cái phác đồ điều trị thì mình sẽ chia ra làm hai nhóm. Thứ nhất là nhóm nhiễm trùng sơ sinh sớm, chúng ta sẽ có ba cái phác đồ: một là âm bi cộng găng ta, hai âm bi cộng sepho, ba âm bi sepho cộng găng ta. Thì tùy theo cái bệnh nhiễm trùng của bé mà các bạn đánh giá là nhẹ nặng, chúng ta sẽ chọn phác đồ cho nó phù hợp. Thì phác đồ sơ sinh sớm này là sự phối hợp của kháng sinh, để chúng ta thấy phối hợp lúc nào cũng có âm bi hết, cộng âm bi cộng găng ta cộng sepho hoặc cộng cả hai. Thì chúng ta quay lại cái phần tác nhân gây đường lây truyền trong nhiễm trùng sớm, thường là nhiễm trùng ngược dòng. Nhiễm trùng ngược dòng thì chúng ta thấy ba cái tác nhân thường gặp nhất như hồi nãy chúng ta đề cập đến: một là liên cầu beta tăng huyết nhóm B, hai là E. coli, và ba là Listeria motonsaturans. Thì ba cái con này chúng ta sẽ sử dụng phác đồ sớm phối hợp hai kháng sinh để chúng ta có thể phủ được cả ba cái tác nhân này trong điều trị. Tại vì khi một đứa trẻ vô hoàn toàn chúng ta không có, chưa có kết quả nuôi cấy, chưa có xét nghiệm vi trùng học, chúng ta không biết là bé sẽ nhiễm tác nhân nào,
và chúng ta chọn phác đồ là theo phác đồ chung, theo thống kê. Đó là cái ý của cái chọn kháng sinh trong nhiễm trùng sơ sinh sớm. Khi các bạn đi thi thì người ta sẽ cho các cái kiểu phác đồ, chúng ta biết đường chọn cho nó phù hợp. Tương tự cho cái nhóm nhiễm trùng sơ sinh muộn thì chúng ta cần phải, nếu nghĩ gam âm thì cho theo hướng gam âm, nếu nghĩ là gam dương cho hướng gam dương, nếu nghĩ là do duyên liên cầu beta tăng huyết nhóm B thì chúng ta điều trị theo kiểu liên cầu beta tăng huyết nhóm B. Đó là cách sử dụng kháng sinh. Khi sử dụng kháng sinh thì chúng ta phải lưu ý những cái điểm sau đây. Thứ nhất là sử dụng kháng sinh liều lượng thuốc theo ngày tuổi. Bé trong tuần đầu khác, ra tuần khác, bé sanh non khác, bé đủ tháng khác, thì người ta cho kháng sinh chỉnh liều theo cái tuổi thai và theo cái ngày tuổi. Cái thời gian sử dụng kháng sinh theo từng thể bệnh lâm sàng, chúng ta cần phải điều trị cho nó đầy đủ, đủ thời gian. Chúng ta không được ngưng khi thấy bé đáp ứng. Và cái gan, cái thận của đứa trẻ sơ sinh nó rất yếu, cho nên chúng ta phải để ý đến cái kháng sinh này cho được vào cơ thể bé, nó gây chuyển hóa qua gan hay là chuyển hóa qua thận để chúng ta cho nó phù hợp. Và cái khi chúng ta quyết định kháng sinh, chúng ta phải cho phù hợp với cái tình trạng kháng thuốc của một đứa trẻ tại cơ sở y tế của chúng ta, thì để chúng ta quyết định cho nó phù hợp. Thì đó là những cái điểm lưu ý khi mà chúng ta cho điều trị một cái trường hợp nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh. Thì qua cái bài này, các bạn có thắc mắc gì về cái bài nhiễm trùng sơ sinh này không? Alo. Alo. Lớp trưởng lớp T và lớp V, các bạn có thắc mắc, trong lớp các bạn có thắc mắc gì không? Alo cô, cho em hỏi. Hỏi đi em. Em thấy trong cái yếu tố nguy cơ của nhiễm trùng sơ sinh có sinh đôi ở phái nam là sao không? Trong cái nhiễm trùng, yếu tố nguy cơ nhiễm trùng, cái nhóm từ con thì nó có toàn hàng đầu, ta có liệt kê, trong đó có cái nhóm sinh đôi. Thì thường sinh đôi thì trẻ nó sẽ nhẹ cân, và sinh đôi thì thường nó đi kèm với sinh sớm, tại vì đâu có đủ ngày tháng tử cung nó căng quá mà, thường nó sẽ sinh sớm. Thì nó sẽ, nếu hai đứa sinh đôi, nó sẽ rớt vô hai cái nguy cơ, đó là nhẹ cân và sinh non. Cho nên nó là hai cái nhóm này nó sẽ là một những nguy cơ. Đứa sinh non thì nguy cơ nhiễm trùng nó nhiều hơn đứa sinh đủ tháng, và đứa nhẹ cân thì nó nhiễm trùng nhiều hơn đứa đủ cân. Đó là nguyên tắc bình thường. Và theo thống kê người ta thấy cái nhiễm trùng sơ sinh thường ở cái phái nam, tỷ lệ thống kê nam nó nhiều hơn nữ, cho nên người ta ghi vô là phái nam. Nhưng mà người ta chưa lý giải được tại sao mà nam nhiều hơn nữ, ta chỉ thống kê thấy là nam nhiều hơn thôi. Được không em? Dạ rồi, em cảm ơn. Trời, các bạn còn thắc mắc cái gì không? Trời, em hỏi đi, hỏi lớn lên em. Mình đang nói về nhiễm khuẩn sơ sinh thì mình điều trị nhiễm khuẩn thì được kháng sinh để điều trị đặc hiệu, mình diệt khuẩn thì nó mới hết bệnh. Nhưng trong cái điều trị của chúng ta sẽ có những cái phối hợp thuốc nữa, ví dụ như là em bé này có những hạ đường huyết, rối loạn điện giải, hay là em bé này có toan kìm, chúng ta phải có những cái điều trị phụ trợ nữa. Em hiểu ý chị không? Còn mình chỉ riêng mình nói về nhiễm trùng sơ sinh thì nhiễm trùng mà do bệnh lý do vi trùng gây ra thì chúng ta dùng kháng sinh, đó là chuyện tất yếu, đó là điều trị tất yếu. Còn những cái điều trị phụ trợ thì tùy theo bệnh cảnh lâm sàng mà chúng ta sẽ điều trị. Em hiểu ý chị chưa? Rồi, các bạn còn câu hỏi gì khác nữa không?
Chị xin hỏi là ví dụ mình điều trị mình dùng kháng sinh nhưng mà mình để đánh giá cái hiệu quả của kháng sinh đó có tốt hay không á thì mình đánh giá dựa vào những yếu tố nào hả chị? Chúng ta không có đánh giá coi nó tốt hay không mà coi kháng sinh nó hiệu quả hay không. Ví dụ như một cái trường hợp viêm màng não mủ, mình nghĩ do con vi trùng nào đó, ví dụ nghĩ do liên cầu nhóm B, nghĩ do E. coli vân vân, mình mới điều trị kháng sinh. Thì thường một cái bệnh lý nhiễm trùng người ta điều trị kháng sinh và đánh giá sau 48 đến 72 giờ, coi coi đáp ứng về mặt lâm sàng, về mặt cận lâm sàng coi bé đáp ứng tốt hay không. Nếu mà đáp ứng tốt chúng ta sẽ tiếp tục kháng sinh cho đủ thời gian. Ví dụ như viêm màng não mủ chúng ta phải điều trị cho đủ 21 ngày kháng sinh. Chúng ta chẩn đoán viêm phổi chúng ta quán kháng sinh thấy đáp ứng tốt chúng ta tiếp tục duy trì cho đủ 7 ngày. Nhiễm trùng huyết sơ sinh chúng ta dùng kháng sinh từ 10 đến 14 ngày vân vân. Đó là những cái mà chúng ta cần phải theo dõi như vậy. Thì tùy theo mỗi bệnh cảnh lâm sàng mà chúng ta theo dõi trên lâm sàng dấu hiệu đáp ứng là cái gì. Ví dụ như em bé này vô viện chúng ta là viêm phổi thì khi chúng ta cho kháng sinh như vậy chúng ta đánh giá sau 48-72 giờ em bé này có đỡ sốt hay không, thở triệu chứng hô hấp có giảm không, em bé đỡ ho đỡ khò khè, nhịp thở chậm lại, thở giảm rút lõm ngực vân vân. Đó là những dấu hiệu theo dõi trên lâm sàng. Được không em, thì chúng ta sẽ quyết định. Tuy nhiên có những trường hợp diễn tiến nặng quá chúng ta không chờ 48 giờ, tại chờ 48 giờ mới đổi kháng sinh coi chừng không còn bệnh nhân để mà đổi thì người ta có thể cho hạn đổi sớm hơn trong một số trường hợp diễn tiến nặng tiên lượng tử vong ví dụ vậy ha. Thì người ta cho bạn mà mới quýnh kháng sinh có ngày một là bạn được phép đổi ra kháng sinh nặng hơn rồi, tại vì tiên lượng thấy nó nặng quá nên tôi chờ tới 48-72 giờ tôi mới đổi kháng sinh nó chết mất tiêu lấy đâu mà đổi. Em hiểu gì chị không? Thì đó một số ít các trường hợp mà chúng ta sẽ gặp như vậy ha. Rồi các bạn còn thắc mắc cái gì không? Được không em? Rồi các bạn có thắc mắc gì không? Các bạn có cần nghỉ giải lao không hay là chúng ta học tiếp luôn? Chà, học tiếp luôn. Tiếp luôn phải không? Rồi nếu tiếp luôn vậy các bạn dở cái cuốn ghi hai ra các bạn tiếp cái bài xuất huyết não màng não muộn ở trẻ sơ sinh có cần giải lao một chút không? Dạ không con. Rồi có không gì chúng ta sẽ tiếp. Rồi cả hai lớp các bạn có thấy cái bài cái phần trình chiếu bài xuất huyết não màng não muộn của chị chưa? Lớp trưởng lớp T đâu? Thấy chưa em? Lớp V thấy luôn rồi ha. Rồi hiện tại ở nhà chị trời mưa hơi lớn, các bạn chị nói các bạn nghe có rõ không? Rồi rồi, vậy là tiếp tục được chưa? Này, các bạn dở cái bài xuất huyết não màng não muộn ở trẻ sơ sinh ra. Được
Rồi, xuất huyết não màng não muộn ở trẻ sơ sinh. Cái bài này thì chúng ta học cho chúng ta biết, chúng ta chủ yếu là nắm cái phần phòng ngừa cho chị. Tại vì cái phần phòng ngừa nó quan trọng. Hiện tại cái bệnh này rất ít gặp trên lâm sàng, là bởi vì từ khi Bộ Y tế chúng ta áp dụng cái chương trình phòng ngừa quốc gia là tiêm vitamin K1 cho tất cả các trẻ sơ sinh sau đẻ, như hồi nãy bài đầu tiên chúng ta nói với nhau rồi đó, thì cái bệnh này nó ít đi, rất rất là ít, và khả năng các bạn đi lâm sàng nhi 1/28 tuần gặp rất là thấp. Cho nên là chúng ta cần phải coi cái phần nào chúng ta học, cái phần nào chúng ta đọc qua cho biết. Rồi giờ bài này chị muốn các bạn phải biết được bệnh này là bệnh gì. Thì bệnh này, xuất huyết não màng não mủ, là một cái bệnh lý xuất huyết xảy ra ở trong nhu mô não, trong các cái não thất hay là các cái màng bao não, màng nhện, màng cứng, ngoài màng cứng vân vân, chỗ nào cũng được, và nó gây nên cái tỷ lệ tử vong và di chứng vĩnh viễn cao. Cho nên là chúng ta mới có chương trình phòng ngừa vitamin K cho tất cả các trẻ sau đẻ để ngừa cái bệnh này. Và cái bệnh này để chẩn đoán thì đòi hỏi cái bệnh này nó xảy ra ở đứa trẻ đủ tháng, khỏe mạnh, không có bệnh lý về máu, không có bị sang chấn sản khoa, và em bé này bú sữa mẹ hoàn toàn và không có chích ngừa vitamin K lúc sinh. Thì để chẩn đoán bệnh này bắt buộc phải thỏa các tiêu chí này. Nếu mà các bạn gặp một em bé các bạn nghi là xuất huyết não màng não muộn, nhưng mà hỏi bệnh đứa này là đứa bú sữa bình, nghĩa là bú sữa công thức, không có bú mẹ, thì chúng ta cũng không có nghĩ đến bệnh lý này, mà nghĩ xuất huyết do các cái nguyên nhân khác. Các bạn có nắm được không? Và cái bệnh này nó xảy ra ở độ tuổi từ 2 tuần đến 6 tháng tuổi sau sanh. Nhưng cái khoảng thời gian thường gặp nhất đó là 2 tuần đến 2 tháng tuổi. Còn cái đoạn từ 3 tháng trở đi nó sẽ ít hơn rất nhiều, là một hồi chúng ta lý giải tại sao nó ít hơn rất nhiều. Thì đó là cái định nghĩa chỉ cần các bạn nắm. Về nguyên nhân gây xuất huyết não màng não muộn, đó là do thiếu vitamin K. Thì về cái đặc điểm của vitamin K chúng ta học rồi. Vitamin K là vitamin tan trong dầu, nó có 3 loại: K1, K2 và K3. Thì các cái loại K này, thì K1 là vitamin, loại vitamin K mà nó chiếm cái hoạt tính mạnh nhất, chiếm 80% hoạt tính trong 3 cái K. Cho nên trong lâm sàng chúng ta chích là vitamin K1 đó các bạn. Cái sản phẩm mà chúng ta chích cho trẻ để ngừa xuất huyết não màng não muộn là chúng ta chích K1. K1 này nó có ở đâu? Nó có nhiều trong rau xanh, đậu, các họ đậu, và nó K1 này bị dễ hủy bởi nhiệt độ, bởi ánh sáng vân vân. Cho nên là khi mà nấu rau xanh cho phụ nữ sau sanh ăn, người ta nấu chín nó nhừ tử, thì cái K này nó sẽ mất đi, nó bị hủy đi, và cái lượng K trong sữa mẹ nó rất là thấp. Chính vì K trong sữa mẹ nó thấp cho nên cái đứa trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn thì cái nguy cơ nó xuất huyết não màng não muộn nó có, và người ta không có chẩn đoán khi một đứa trẻ bú sữa bình hay là sữa bò. Cho nên là chúng ta phải biết lý do tại sao một cái điều kiện phải là đứa bú sữa mẹ hoàn toàn là như vậy. Và vì cái ca này như có trong rau xanh như vậy, cho nên ở cái người phụ nữ Việt Nam mà sau sanh á thì người ta ăn kiêng rất là dữ, và thường ra tháng 1-2 tháng người ta mới bắt đầu ăn đa dạng lên, người ta bớt kiêng cử đi, thì trong cái sữa người ta cái lượng K này nó mới dồi dào lên. Cho nên là thường cái độ tuổi xảy ra từ 2 tuần đến 2 tháng, còn từ 3-4 tháng trở đi
nó sẽ ít đi là do dựa vào cái đặc điểm này. Về cái triệu chứng lâm sàng của cái bệnh xuất huyết não màng não thì chúng ta cái này chúng ta không cần phải học, chúng ta chỉ cần nhớ cho chị ba chuyện. Thứ nhất là cái bệnh này xuất huyết nó xảy ra đột ngột và nó diễn tiến rất nhanh. Vì nó xuất huyết đột ngột và diễn tiến rất nhanh mà nó xuất huyết là xuất huyết trong não, cho nên trên lâm sàng em bé sẽ có hai cái hội chứng: một là hội chứng thiếu máu cấp, hai là hội chứng tăng áp lực nội sọ. Chúng ta học chúng ta lý giải ra thiếu máu cấp thì da xanh niêm nhợt, tăng áp lực nội sọ thì chúng ta học rồi, chúng ta biết rồi, triệu chứng thần kinh, triệu chứng hô hấp, triệu chứng tim mạch vân vân. Thì khi bé có hai cái hội chứng này xảy ra đột ngột thì chúng ta nên nghĩ và thỏa tiêu chuẩn chẩn đoán của xuất huyết não màng não muộn, thì chúng ta nên nghĩ đó là bệnh là chẩn đoán xuất huyết não màng não muộn. Rồi về cận lâm sàng thì chúng ta cần phải làm những cái xét nghiệm gì để chẩn đoán? Thứ nhất, em bé này chẩn đoán thiếu máu thì người ta sẽ dựa cho xét nghiệm công thức máu, xem hồng cầu giảm, HCT giảm, rồi hemoglobin giảm. Cái trường hợp này xuất huyết là do nó thiếu các cái yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K. Thì các bạn học cái sơ đồ đông máu bên nội khoa ta học rồi á, thì chúng ta có các cái yếu tố đông máu phụ thuộc K, ví dụ như 2, 5, 7, 9, 10. Thì những cái yếu tố này khi mà có mặt vitamin K, nó sẽ làm chất xúc tác để chuyển các yếu tố đông máu này, tiền đông máu thành yếu tố đông máu hoàn chỉnh, tham gia vào cái con đường đông máu của mình, đông máu nội sinh, đông máu ngoại sinh và đường đông máu theo con đường chung. Thì chính vì thiếu K cho nên dẫn đến thiếu các yếu tố đông máu phụ thuộc K, cho nên nó biểu hiện trên cái xét nghiệm đông máu toàn bộ chúng ta sẽ có: thứ nhất, thời gian thrombin kéo dài; thứ hai, ABTT kéo dài; và thứ ba là tỷ lệ thrombin sẽ giảm. Thì đây là bộ ba cái xét nghiệm yếu tố đông máu mà giúp cho người thầy thuốc nghĩ nó thiếu các yếu tố đông máu phụ thuộc vào K. Ngoài ra thì chúng ta sẽ làm các cái xét nghiệm để chẩn đoán. Chúng ta sang các xét nghiệm tiếp theo, đó là chọc dò dịch não tủy. Chọc dò dịch não tủy thì cái xét nghiệm này chị ghi cho các bạn nắm để các bạn biết được cái này người ta chỉ làm trong những trường hợp có thể chọc được. Ví dụ vì đây là một cái trường hợp tăng áp lực nội sọ cấp tính, chúng ta muốn chọc dò dịch não tủy chúng ta phải soi đáy mắt coi coi có phù ra hay không, trong khéo chúng ta chọc em bé sẽ tử vong do tuột não. Thì cái chọc dò dịch não tủy gì nó nguy cơ như vậy, cho nên thường trên lâm sàng người ta rất ít cho thực hiện cái thủ thuật này. Và cái thứ hai nữa người ta ít cho là bởi vì cái giá trị của nó không cao. Nếu chúng ta xét dịch não tủy chọc ra mà nó có em dịch não tủy đỏ không đông giúp chúng ta chẩn đoán xác định. Tuy nhiên khi chúng ta chọc ra cái dịch não tủy nó trong, chúng ta cũng không có loại trừ, là bởi vì nếu như chúng ta bé nó xuất huyết ở những cái vị trí mà nó không thông thường với hệ thống não thất thì chúng ta sẽ không thấy máu đỏ, là dịch não tủy nó vẫn là trong. Cho nên đó là những cái hạn chế của cái xét nghiệm, cái thủ thuật chọc dò dịch não tủy tủy sống để lấy dịch não tủy đi xét nghiệm. Một cái xét nghiệm tiếp theo nữa là chụp não các lớp điện toán. Chụp não các lớp điện toán, xét nghiệm này nó hiện nay nó rất có giá trị, nó giúp cho chúng ta xác định được thứ nhất là để chẩn đoán có xuất huyết hay là không, thứ hai xuất huyết ở vị trí nào của não và bao nhiêu lát cắt, giúp cho cái người thầy thuốc quyết định được là cái lượng xuất huyết nó nhiều hay nó ít. Đó là lý do mà chúng ta cần phải giúp cho chúng ta tiên lượng cái bệnh này, khả năng nó sống nó chết, khả năng di chứng nó như thế nào. Tuy nhiên chụp não các lớp điện toán thì rất là khó ứng dụng trên lâm sàng, là bởi vì một đứa trẻ mà nó xuất huyết não màng não mủ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là nặng, nó thiếu máu rất là dữ, chúng
ta cần phải truyền tay thì truyền truyền máu, tay thì truyền vận mạch, rồi miệng thì đặt nội khí quản thở máy đi, thì em bé sẽ chết cho siêu hấp. Cho nên là chúng ta thấy cái việc mà chở bé đưa qua cái phòng chụp X, chụp CT nó sẽ rất là khó khăn và nó sẽ nguy hiểm cho trẻ. Cho nên thường chúng ta chỉ chụp trong những trường hợp nó nhẹ và những cái trường hợp nó đã qua cái giai đoạn nguy hiểm. Thì khi mà qua cái giai đoạn nguy hiểm thì việc chụp, đặt câu hỏi đặt ra là có cần chụp nữa hay là không, đó là vấn đề chúng ta làm trên lâm sàng. Một cái xét nghiệm tiếp theo nữa đó là siêu âm qua khớp hay là siêu âm xuyên khớp. Trẻ nhỏ nó còn cái khớp trước và cái khớp sau, chúng ta sẽ cho siêu âm qua khớp. Thì siêu âm qua khớp đây là một cái xét nghiệm nó không có can thiệp. Chúng ta có thể đẩy cái máy siêu âm đến tại giường của trẻ và chúng ta siêu âm, em bé cứ thở, em bé cứ truyền máu, em bé cứ truyền vận mạch, em bé cứ thở máy bình thường. Bác sĩ siêu âm sẽ đẩy máy siêu âm đến giường người siêu âm. Và trên siêu âm người ta sẽ chia làm 4 độ, độ 1, độ 2, độ 3 và độ 4. Vì siêu âm là hình ảnh gián tiếp cho nên chúng ta sẽ, kết quả siêu âm nó sẽ lệ thuộc rất nhiều vào cái trình độ, cái khả năng của cái bác sĩ làm siêu âm. Cho nên là chúng ta cần phải cân nhắc, coi xem xét giữa cái lâm sàng và kết quả cận lâm sàng siêu âm qua thấp để chúng ta có thể tham khảo cho nó phù hợp. Đó là các cái xét nghiệm cận lâm sàng chúng ta cần phải thực hiện ở trên một bệnh nhân xuất huyết não màng não muộn. Về phần điều trị thì chúng ta sẽ có hai phần, một là điều trị đặc hiệu và hai là điều trị hỗ trợ. Điều trị đặc hiệu, chúng ta cho vitamin K1 5mg một liều duy nhất cho mỗi cân nặng. Chúng ta có thể tiêm tĩnh mạch hay là tiêm bốc đều được cả. Và cái tới đây chúng ta sẽ nhớ vitamin K1 chúng ta sẽ có hai liều, một là liều ngừa và hai là liều điều trị. Cái liều phòng ngừa bệnh xuất huyết não màng não là chúng ta chích 1mg K1 cho tất cả các trẻ sơ sinh sau đẻ. Còn cái liều điều trị là khi trẻ bị xuất huyết não màng não muộn rồi thì chúng ta phải cho 5mg, hai cái liều khác nhau. Chúng ta nhớ cho rõ để chúng ta đánh trách nhiệm đừng có sai. Và chúng ta nên nhớ rằng là có thể tiêm tĩnh mạch cũng được, có thể tiêm bắp cũng được, tùy theo cái lúc tình trạng bé lúc đó là chúng ta sẽ quyết định cái đường tiêm cho nó phù hợp. Về các cái điều trị hỗ trợ, điều trị thiếu máu, nếu em bé thì chúng ta, em bé có thiếu máu thì chúng ta cho truyền máu, rồi phù não thì chúng ta cho chống phù não, co giật thì cho chống co giật. Ngoài ra các cái điều trị khác, ví dụ như là người ta yêu cầu chúng ta hạn chế xoay chở trong 2 ngày đầu, tại vì khi chúng ta xoay chở nguy cơ tái xuất huyết nó sẽ cao lên. Tập vật lý trị liệu từ ngày thứ 3 trở đi hoặc khi trẻ đã ổn định, cho vitamin E và điều trị các cái triệu chứng, dinh dưỡng cho sữa mẹ. Và cái điều quan trọng chúng ta cần phải chăm sóc và theo dõi trẻ. Một đứa trẻ xuất huyết não màng não muộn, nếu như bà bé cơ may còn sống sót trở lại thì chúng ta sẽ phải cần phải theo dõi sự phát triển tâm thần vận động của trẻ sau khi ra viện mỗi 3 tháng một lần trong năm đầu và mỗi 6 tháng trong năm thứ hai để theo dõi các cái di chứng và biến chứng muộn của cái bệnh xuất huyết não màng não muộn. Thì về di chứng và biến chứng thì chúng ta về chúng ta đọc, đây là cái mà chúng ta cần phải nắm để chúng ta biết những cái tai hại của cái bệnh này. Đó là từ cái những cái hiểu biết của chúng ta phải đưa ra cái chương trình phòng ngừa cho nó phù hợp. Về biến chứng là cái vùng não bị xuất huyết, bị nhũn não chất trắng quanh não thất, tạo hoặc là tạo nên những cái nang não. Hay cái biến chứng này làm cho cái tế bào não bình thường còn lại xiết đi và nó dẫn đến một cái tình trạng là chậm phát triển tâm thần và vận động của bé. Về di chứng lâu dài thì bé có thể có rối loạn vận động, rối loạn cảm giác, để tăng giảm trương lực cơ, có thể điếc, có thể mù và trí thông minh giảm. Nói chung quy lại về cái di chứng muộn để lại về lâu dài, đây là một đứa trẻ bại não, cho nên là một cái gánh nặng cho gia đình và cho xã hội của trẻ.
Thì qua cái phần di chứng và biến chứng như vậy, cho nên chúng ta cần phải nắm chắc cái phần phòng ngừa làm sao để bệnh đừng xảy ra. Cấp không thì dễ rồi, cấp 1 là cấp mà chúng ta đang tiến hành, đó là cho tiêm bắp 1 mg cho vitamin K1 cho tất cả các trẻ sơ sinh mới đẻ. Đây là một cái phòng ngừa cấp 1, cái bệnh xuất huyết não màng não muộn ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên chúng ta có thể cho uống cái liều 2 mg thì cái hiệu quả tương đương như liều trích 1 mg, nhưng chúng ta phải có cái chế phẩm bằng đường uống. Hiện tại thì đại đa số các bệnh viện ở Việt Nam chúng ta sẽ sử dụng 1 mg tiêm bắp, đây là cái chúng ta thường thường xài nhất. Cấp 2 là khi trẻ bị xuất huyết não màng não thì chúng ta phải phát hiện và điều trị khẩn trương kịp thời để giảm bớt các di chứng và biến chứng. Cấp 3 là đã đến di chứng rồi thì chúng ta sẽ điều trị di chứng và biến chứng. Qua cái phần trình bày về cái xuất huyết não màng não muộn ở trẻ sơ sinh, các bạn có câu hỏi gì cho chị hay không? Chị ơi, cho em hỏi luôn chị à, trong Và cái trường hợp mà em nói lớn lớn chị nghe, tiếng em chị nghe lúc được lúc không đó. dạ chị nghe rõ chứ chị Rồi chị nghe rõ rồi. dạ trong trường chị nói là siêu âm qua thớp thì còn phù hợp thuộc vô tay nghề, thì nếu mà trường hợp mà cái chuẩn đoán lâm sàng của mình khác biệt với cái kết quả siêu âm thì khi nào mà mình chọn là nên tin vô lâm sàng thì khi nào mình chọn nên tin vô siêu âm chị? À, đó là cái khả năng lâm sàng của em. Cái câu này rất khó trả lời. Nếu mà em là bác sĩ tay nghề và em đã có nhiều cái kinh nghiệm về nó thì thường em sẽ là người quyết định, tùy em. Đó là tại vì em là người bác sĩ điều trị, em chịu trách nhiệm hết tất cả những cái điều trị của em trên bệnh nhân. Còn cận lâm sàng là cái lực lượng để hỗ trợ bạn điều trị cho tốt bệnh nhân mà thôi. Cho nên nếu em là người kinh nghiệm dày đặc, em nói, theo tôi cái này là xuất huyết não màng não thì em cứ điều trị theo em. Tại em là người chơi lĩnh mà, em chỉ tham khảo cái kết quả siêu âm mà thôi. Tức là tùy theo mỗi bác sĩ, hoặc chúng ta sẽ cố gắng ổn định trẻ và cho một cái cận lâm sàng nào đó nó có độ chính xác cao hơn siêu âm để chúng ta làm. Thì tùy theo em mà em cương quyết về con này có cho đi chụp CT scan đầu được chưa, hay là con này tôi xảo đi nó chết trên đường chụp vân vân, thì tùy em sẽ quyết định được không. Cho nên khi điều trị một bệnh nhân, chúng ta thấy vi tính bây giờ nó rất phát triển nhưng nó không thể thay thế được cái đầu của bác sĩ, nên chúng ta cần phải học để chúng ta luận bệnh nhân chúng ta là muôn màu muôn vẻ, không ca nào giống ca nào. Lý thuyết tôi học là như vậy, cái việc áp dụng nó vô lâm sàng nó khác nhau theo từng bệnh nhân, chứ không có phải chữ A cộng chữ B là ra chữ 3 ha. Cho nên là chúng ta cần phải lưu ý chỗ này, em hiểu không em? Dạ em cảm ơn chị. Rồi còn các bạn có thắc mắc cái gì khác nữa không? Dạ chị, cho em xin hỏi một câu quá là ví dụ như mà trẻ mà bị xuất huyết màng não mà mình có chỉ định truyền máu á, thì mình sao mình ưu tiên là máu toàn phần mà mình ưu tiên là máu toàn phần mà không ưu tiên là khối hồng cầu không á chị? Rồi chúng ta quay lại cái cơ chế bệnh sinh. Khi em bé nó xuất huyết não màng não là nó thiếu các cái yếu tố đông máu phụ thuộc ca. Yếu tố phụ thuộc đông máu phụ ca thì nếu thì cái khi một em bé trên lâm sàng chẩn đoán xuất huyết não màng não, một vì nó chảy máu nó sẽ mất khối hồng cầu, hai nó chảy máu là vì nó thiếu các yếu tố đông máu, phải chưa? 2, 7, 9, 10 liên quan với vitamin K. Mình cần điều trị là đưa vô cái máu tươi toàn phần, chỉ có máu tươi toàn phần nó mới thỏa được bổ sung cho chị được vừa cái khối hồng cầu và vừa các yếu tố đông máu, được không em? Cho nên là cái chỉ trong cái chỉ định truyền máu mà cái loại ưu tiên một của mình đó là máu tươi toàn phần, tôi muốn thấy hai, tôi cần hai cái đó. Còn những cái trường hợp mà bạn chẩn đoán xuất huyết não màng não do thiếu ca, trên cái xét nghiệm về cái rối loạn đông máu của chúng ta
nó thay đổi ABTT kéo dài, tỷ lệ protein giảm, thời gian tư ki kéo dài, nhưng mà nó không, mức độ thiếu máu nó không nặng, thì lúc đó chúng ta sẽ truyền huyết tương tươi đông lạnh vào kết tủ lạnh mà chúng ta không cần phải truyền máu tươi đồng phần. Còn khi những cái trường hợp mà về xét nghiệm cơ bộ đông máu toàn bộ của nó rối loạn hết, chưa có chỉ định truyền mà thiếu máu nhiều, thì khối hồng cầu thiếu nhiều, thì chúng ta sẽ chọn truyền khối hồng cầu. Em có nắm được cái này không? Trên lâm sàng cái bệnh này nó thường bạn vô với mình, bạn thử ra, thứ nhất cái HCT hay là cái hematuria chúng ta còn khoảng 18-20% mà bạn đi trực, bạn gặp con ca này các bạn truyền nó tới sáng, truyền đăng ký truyền ba, mà tại mỗi một lần mình đăng ký từ 10 đến 20 ml ký vậy, mình đăng ký truyền từ từ nào nâng lên cái được cái ngưỡng an toàn, thì và chúng ta thử kèm nó là cái thời gian cái ABTT nó rất là kéo dài, cho biết rằng là bé này nó đang thiếu các yếu tố đông máu phụ thuộc cao rất là dữ, cho nên trên lâm sàng chúng ta cần bổ sung cả hai, thì cái chế phẩm máu tươi toàn phần là cái được lựa chọn hàng đầu, được không em? Vậy là ví dụ như mà mình ngừa cái biến chứng do bạch cầu mà thay biến chuyển máu á, thì mình chỉ chuyển khối hồng cầu hoặc là yếu tố đông máu kết hợp hai cái là được không chị? Được, được. À, hiện tại trên thị trường hiện tại cái việc mà truyền máu tươi kiếm rất là khó, tại vì trung tâm truyền máu huyết học sau khi cái người ta lãnh máu tình nguyện của các tình nguyện người ta cho đó, thì về họ sẽ chiết tách cho hết, chiết tách khối hồng cầu, chiết tách các chế phẩm tiểu cầu, huyết tương tươi đông lạnh, các tủ lạnh hết. Cho nên cái việc mà em kiếm được cái máu tươi toàn phần trên lâm sàng rất là hy hữu, nghĩa là rất ít khi có. Khi gặp bệnh nhân này em cần máu tươi là em phải bắt máy, em điện qua trung tâm truyền máu học, à tôi cần máu tươi toàn phần nhóm A, nhóm B, nhóm B, nhóm AB gì đó, nhóm O gì đó nha, mình có không? Nếu có là bệnh viện phải điều xe qua bệnh lấy về truyền. Chì máu toàn phần của từng phần thì chúng ta sẽ rất là tiện. Nếu mà trong trường hợp chúng ta không tìm được thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển khối hồng cầu cộng với chế phẩm máu, được không em hiểu không? Cộng với các chế phẩm huyết tương tươi đông lạnh, cái tủ lạnh gì đó, các bạn tùy theo các bạn coi coi cái kiểu rối loạn trên cái lần máu là gì. Cái này nó hơi sâu, khi các bạn xuống lâm sàng đi các bạn sẽ còn được học nhi một, nhi hai, 8 tuần, bạn học nhi ba, bạn là định hướng chuyên khoa nhi đó, thì các bạn sẽ được rõ về cái phần này. Chỉ biết các bạn hỏi ở vì các bạn chưa có đi lâm sàng, các bạn chưa có gắn được lâm sàng nhiều, các bạn hỏi những câu hỏi nó hơi lý thuyết một chút, nhưng mà chúng ta nhớ là như vậy đó. Nếu chúng ta không có máu tươi toàn phần, tôi sẽ truyền khối hồng cầu hoặc là chúng ta truyền các cái yếu tố đông máu trong huyết tương tươi đông lạnh hoặc là kết tủ lạnh, được được không em? Như được các chị, em cảm ơn. Rồi, các bạn còn thắc mắc cái gì nữa không? Rồi, chị từ chiều giờ chị đã hướng dẫn cho các bạn đủ ba cái bài của sơ sinh. Cái phần của chị các bạn về coi bài, liếc lại những cái điểm chủ yếu để chúng ta học, và khi đầu năm tới thì chúng ta đi khi nào đương nhiên chúng ta sẽ được học lại một lần nữa trên lâm sàng, hy vọng là các bạn sẽ nhớ bài tốt hơn. Nếu các bạn không có gì thắc mắc thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn chúc các bạn dồi dào sức khỏe và nhớ tuân theo cái quy luật giãn cách xã hội trong cái mùa dịch. Chúng ta nghỉ, xin chào tất cả các bạn.